thất tình, lục dục và động đất. Kinh Phật thường dẫn đến các trận đại địa chấn động, tức là động đất. Vậy động đất là từ đâu đến? Động đất cũng có thể nói là động người, bởi vì nhân và địa chấn có sự tương thông. Người động thì đất cũng động, người không động thời đất cũng không động. Khi Phật nhập Niết Bàn, vì sao có sáu loại chấn động? Vì lòng người khủng hoảng quá ư sợ hãi, nên thất tình lục dục đều phun ra. Đó là động đất. Cho nên quý vị hoan hỷ là động đất, quý vị nổi nóng, bực dọc cũng là động đất. Quý vị buồn rầu, bi ai, sợ sệt cũng là động đất. Quý vị sinh lòng yêu thương cũng là động đất. Quý vị sinh tâm chán ghét thì cũng vẫn là động đất. Quý vị sanh dục niệm ham muốn thì lại càng gây ra trận động đất lớn. Bởi vì thất tình lục dục trong tâm sôi động, cho nên đất sẽ chấn động. Tại sao thế giới có động đất? Bởi hàng ngày, người người đều tạo ra động đất, chỉ là tự mình không biết mà thôi. Đặc biệt là tình tình ái ái, thời lại càng tạo ra động đất lớn hơn. Khi ai nấy mỗi mỗi đều không được bình an, đấy chính là đang phát động trận động đất lớn. Núi rừng, cây cối, sông biển là bản thân của chúng ta. Đầu tóc là núi rừng, mắt, lông mày, râu ria là cây cối, sông biển là các dục niệm mà ta không thể khống chế được, bởi vậy mà gây ra động đất lớn. Lúc Phật sắp nhập Niết Bàn, mọi người đều chấn động. Lúc bình thời không khóc, giờ cũng phải khóc. Đất hữu hình chấn động, đất vô hình cũng chấn động. Vì bên trong chấn nên bên ngoài mới chấn, và bên trong động nên bên ngoài mới động. Bên trong có cái gì thì bên ngoài có cái ấy. Cho nên trong ngoài gắn bó tương thông, liên quan mật thiết với nhau. Con người chúng ta ngày ngày tình tình ái ái, cho nên ngày ngày tạo ra động đất. Đây là điều rất nguy hiểm, là vấn đề của sự sanh tử. Nhưng người ta vẫn cứ tạo ra động đất mà nào có biết. Phải chờ đến khi thật sự có trận động đất hữu hình xảy ra, lúc đó họ mới biết sợ. Trong giai đoạn vô hình, đang chế tạo động đất thì họ chẳng sợ. Một khi đã gieo nhân động đất, tức sẽ có quả động đất. Người ta lúc gieo nhân không biết sợ, nhưng đến lúc kết thành quả rồi mới sợ điếng người. Hôm nay tôi nói điều này, chắc quý vị không ai tin đâu. Giảng ngày 3 tháng 6 năm 1986. Dạng sống nổi lên muốn đoạt hồn. Lúc trẻ, tôi chuyên môn trị bệnh cho người ta. Hễ có người bệnh là tôi nhất định phải trị cho lành mạnh, hầu giải quyết nỗi đớn đau của họ. Bởi vậy, tôi đã đắc tội với rất nhiều thiên ma ngoại đạo và ngưu quỷ xà thần. Bọn chúng đều có đại thần thông và đợi chờ cơ hội tấn công. Hễ quý vị mở cửa là chúng xông vào công kích ngay, gọi là khai môn, tức là tự mở cửa để yêu ma hay phi tinh nhập vào người mình. Kinh Lăng Nghiêm, đoạn nói về ngũ ấm ma. Hoặc giả là chúng xông vào đoạt khiếu, đuổi linh hồn quý vị đi mất, rồi bám trụ vào thân thể quý vị để nói những chuyện lếu láo sằng bậy. Lúc bấy giờ, tôi đã đắc tội với rất nhiều yêu ma quỷ quái, vì tôi đã thâu nhận một chú đệ tử nhỏ. Pháp danh của chú là Quả Quất. Ý nói quả vị của chú nhất định sẽ là sanh về Cực Lạc Quốc. Chú bé này theo tôi xuất gia, cũng là có nhân duyên. Và một ngày kia, trong lúc ngồi thiền, tôi biết sẽ có một đứa bé muốn đến xuất gia. Đứa bé này bù bẩm, mập mạp, trông có vẻ rất kháo khỉnh. Sáng sớm hôm sau, tôi bảo chú đệ tử lớn, con hãy để ý, hôm nay sẽ có một chú bé đến xin xuất gia đấy. Khi nói đến, con phải báo cho ta biết ngay. Đến khoảng 1 giờ trưa, chú đệ tử lớn của tôi vừa thở hổn hển vừa nói với giọng sư đông rằng: Thưa sư phụ, hồi sáng sư phụ nói là có chú bé đến xin xuất gia, quả thật là bây giờ nó đã tới. Thật đã đến rồi à? Ở đâu? Nó đang ở phía trước nhà bếp. Tôi bước ra xem, đó là đứa bé ăn mặc rách rưới, đang thụt cổ, trố mắt nhìn tôi. Vì sao nó xuất gia với tôi? Thường ngày nó cầm cây quạt, trông giống như hòa thượng tế công vậy. Chú bé này lúc lên 5 tuổi đã có thể trị bệnh cho người. Ai giúp nó làm được như thế? Thì là hồ ly tinh và xà tinh. Kiếp trước thằng bé là thầy đồng cốt trị bệnh ở miền Bắc Trung Hoa
gọi là khiêu thần, Đài Loan gọi là chim đồng. Các loại ngưu quỷ xà thần này đã tìm đến lúc thằng bé 5 tuổi. Chúng khiến cho nó có được bản lĩnh trị bệnh. Có những bệnh thằng bé trị lành, song có những bệnh nó trị không khỏi. Có một số người gọi nó là tiểu ma chứng, bởi vì trong người nó có khí ma, chứ chẳng có một chút phép tác chữa bệnh gì. Khi lên 12-13 tuổi, chính nó cũng bị bệnh. Bệnh gì vậy? Bệnh bao tử. Nhưng tự nó cũng không trị được bệnh này. Một ngày kia, nó nằm mộng thấy một vị hòa thượng mập đến nhà và nói với nó: nếu con muốn hết bệnh thì phải đến chùa Tam Duyên ở Hợp Dĩ Tân xin xuất gia và bái pháp sư An Từ làm thầy, như vậy con sẽ hết bệnh ngay. Nằm mộng liên tiếp 3 lần đều giống y như thế, thành thử chú bé mới tin. Chú bé ở cách xa chùa tôi hơn cả ngàn dặm. Lúc bấy giờ Nhật Bản vừa mới đầu hàng, vậy mà một mình chú đi đến Hợp Dĩ Tân. Trên đường đi, chú thấy có một số vũ khí của quân Nhật sau khi đầu hàng vẫn còn bỏ lại trong kho nhà binh. Chú bèn đến đó nhặt lấy 2 quả lựu đạn, rồi vừa đi vừa nghịch ngầm lựu đạn. Đến tối, chú ngủ ngoài trời. Lúc đó, có cả chục con sói đến bao vây chú và tấn công 4 phía. Chú bé chẳng hề sợ hãi mà bảo chúng: các bạn thân, các bạn đã đến rồi, vậy để ta cho các bạn ăn đỡ vài quả trứng nhé. Đám chó sói đâu có muốn ăn trứng, lựu đạn, thế là chúng bỏ chạy mất. Thấy chú bé như thế, tôi bèn hỏi: tại sao con đến đây? Nó đáp: con đến để xin xuất gia. Tại sao? Có một ông hòa thượng mập, tức là vị ngồi trong đền thờ tại cổng Tam Quan, ông báo mộng cho con đến đây tìm pháp sư An Từ để xin xuất gia, như vậy con mới lành bệnh. Con không có cơm ăn, không áo mặc, không nhà ở mới đến đây xin xuất gia phải không? Không phải vậy, bởi vì ông hòa thượng mập đã 3 lần chỉ dạy con, cho nên con mới đến đây. Lúc bấy giờ trong tay tôi có cái bánh bao, tôi bèn cắn một miếng và nhai nhừ, rồi phun ra cả bánh lẫn nước miếng xuống đất, nói: muốn xuất gia, trước là con phải ăn hết những đồ này đi. Nó ngóng cổ nhìn tôi, rồi nằm sấp xuống đất mà lượm lên ăn. Tôi thấy thằng bé còn có thể đào tạo được, cho nên cho nó ở lại. Quả nhiên sau khi xuất gia, nó cũng hết bệnh. Trải qua hơn nửa năm, chú bé thật đắc được ngũ nhãn lục thông. Thật là cái gì nó cũng thấy được: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, chú đều có cả. Tôi đưa chú đi khắp nơi để chữa bệnh cho người. Lúc trị bệnh, người ta dựa vào chú bé này để tìm hiểu nguồn gốc của tôi. Họ hỏi: bây giờ thầy có được đại bản lãnh như vậy, chúng tôi đã nghe qua khá lâu, nhưng không biết sư phụ của thầy có thần thông hay không. Mọi người đều biết là ổng tu hành, nhưng không biết là ổng có được thần thông như thầy không. Chú chớp chớp mắt, rồi nói trong không trung: đại khái là không có. Lạ quá, khi nói xong câu đó, thần thông của chú cũng không còn. Không còn thần thông nữa thì cũng chẳng sao, nhưng bọn quyến thuộc của ngưu quỷ xà thần là nhập vào, khiến chú trở thành ma dựa ma khí như trước. Thấy thế nên tôi nghĩ: há có chuyện như vậy à? Chú bé đã theo tôi xuất gia, bọn quỷ bây còn dám đến đây quấy rầy ư? Thế là tôi và chúng nó đấu pháp, đấu đến 21 ngày. Trong thời gian này tôi không ăn cũng không ngủ. Đấu đến cuối cùng tôi hàng phục được bọn yêu ma đó. Hàng phục chúng rồi, tôi nghĩ là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Sau đó tôi đến Đông Tỉnh. Làng này bốn bề là núi, trong làng chỉ có một cái giếng duy nhất. Căn nhà mà tôi dừng chân tạm trú, bên ngoài chỉ là bờ rào bằng cây rừng, thành thử nó không cản nổi gió, cũng không ngăn được nước mưa. Cái gì nó cũng không ngăn cản nổi. Ngày nọ tôi dắt theo 4 chú đệ tử nhỏ đến đó trú ngụ. Mọi người trong nhà đều quy y tôi, bởi vì khi ở Đông Bắc, tức Mãn Châu, tôi thường lo công việc chùa chiền nên phải bôn ba đây đó. Khi trú ngụ ở đấy, các quái vật dưới nước bèn tìm cơ hội nhận kiệm tôi. Trên trời thì mưa xuống, dưới thì nước giếng tự dâng cao lên 3 trượng. Như thế tức là thượng hạ đánh giáp công. Ở phương Bắc Mãn Châu, người ta ngủ trên giường lò gạch, tức là nằm trên nắp lò sưởi. Khi nước dâng lên quá nhanh, người ta không cách nào chạy thoát, có người đứng trên giường lò gạch cũng bị dìm chết. Lần đó có hơn 30 người chết chìm,
và hơn 800 căn nhà bị cuốn trôi. Như ngôi nhà bằng bờ rào phên tre mà tôi đang trú ngụ, tuy nó không ngăn nổi gió mưa, nhưng trong sân nước chỉ cao 1-2 trượng, trong khi bên ngoài thì nước cao 10 trượng. Tôi cũng nói thật với quý vị là bốn chú đệ tử nhỏ của tôi đều có ngũ nhãn lục thông, cho nên khi thấy mưa lớn như thế, chúng tôi bèn kiết giới, vì vậy nước lũ không vào được. Tình trạng đó so với cảnh nước ngập ở chùa Kim Sơn cũng không khác nhau mấy. Đó là lần đầu tôi bị ngập nước qua, nhưng không có cảnh chết chìm. Lần thứ hai kinh nghiệm về nước ngập là khi tôi từ Thiên Tân đáp thuyền đến Thượng Hải. Thời gian cho chuyến hải trình bình thường thì khoảng 4-5 ngày, nhưng lần đó chiếc thuyền cứ quay vòng vòng một chỗ trên vùng biển đen kịch, không đuôi tới gì được. Bởi vậy thuyền phải dừng lại ở đó hơn 10 ngày. Trên thuyền có 14 vị xuất gia mà gạo, mì đều bị ăn hết sạch, nên mọi người gần như chết đói. Lúc ấy tôi cũng không niệm chú gì, những gì trong bụng, thậm chí đến nước mật vàng tôi cũng mửa ra hết. Tôi nằm dài trên bông tàu thầm nghĩ: con sinh ra là muốn hiến thân cho Phật giáo, nếu như Phật giáo không cần con, vậy một mình con sẽ nhảy xuống biển, chứ đừng liên lụy đến những người này. Nếu như Phật giáo hãy còn cần dùng đến con hy vọng Đức Bồ Tát Quán Âm hiển linh khiến thuyền này bình yên đến Thượng Hải. Tôi nghĩ nếu sau 5 phút như quả gió không dừng thì tôi sẽ nhảy xuống biển. Tôi vừa nói xong, gió liền lặng, mưa cũng dừng, cuối cùng thuyền đến Thượng Hải bình an. Mười mấy người trên thuyền cũng khỏi làm mồi cho cá mập, khỏi biến thành ma da. Đó là tai họa mà tôi đã gây ra, cho nên sau khi đến Hồng Kông, tôi cũng không dám xen vào những chuyện của người khác. Nhưng nếu tình cờ ngẫu nhiên gặp phải, tôi cũng còn xen vào chút chút. Đến Hoa Kỳ thì tôi treo bản miễn chiến. Thiên Ba ngoại đạo mà có đến khiêu chiến, tôi cũng khấu đầu đảnh lễ và sám hối. Chúng thấy bây giờ tôi đã không còn chút bản lĩnh gì, và tôi cũng chuẩn bị cho chúng đến lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Tôi ở dạng Phật Thánh Thành đã 10 năm, nay thoái vị về hưu. Nếu chúng lại muốn đến tìm tôi thì cũng không sao, hơn nữa tôi cũng chẳng có chuyện gì để làm. Giảng ngày 1 tháng 7 năm 1986. Pháp môn Long Tượng Đại Trường Phu. Hỏi các vị thiền tri thức, ngày mai là ngày 4 tháng 7, là ngày quốc khánh của Hoa Kỳ, và cũng là ngày thầy Phương Trượng thực tập lên nhậm chức. Vị tên Phương Trượng này rất dữ dằn, chưa nhậm chức là ông đã muốn giết vài người để tế pháp rồi. Giết ai vậy? Giết giặc. Những kẻ trước đây từng làm giặc hoặc sẽ làm giặc trong tương lai, đồng loạt đều phải bị chặt đầu để bêu trước công chúng. Khi thầy Tân Phương Trượng nhậm chức thì thầy muốn lập ra phép tắc. Tại sao từ trước đến nay tôi không có lập ra phép tắc gì cả? Bởi tôi là kẻ nô lệ của Pháp, cho nên mọi chuyện đều ok, chẳng có vấn đề gì. Nhưng vị Phương Trượng mới này chuyên chế hơn, vì vậy ông muốn giết giặc. Giết giặc càng nhiều càng tốt, gọi là trảm hết bọn giặc của Phật giáo, chỉ để lại đại đức cao tăng. A-la-hán cũng dịch là giết giặc. Cho nên nói, trừ bạo khả dĩ an lương, trừ kẻ ác cho đương dân được an lành. Các vị hãy chú ý, đừng nghĩ rằng nịnh hót ông Tân Phương Trượng thì là người hộ pháp tốt. Kỳ thật, đó là quý vị cản trở, gây chướng ngại cho sự phát triển của Phật Pháp. Làm Phương Trượng cũng không được tùy tiện khen người, chê người, mà cũng đừng bị dao động trước sự khen tặng hoặc phỉ báng. Nếu muốn có người khen mình, vậy thì nhất định sẽ có người chê mình. Đó là đạo lý tự nhiên thôi. Lúc trước chuyện gì tôi cũng cho qua hết, nhưng có người mắng tôi thì cũng được, có người khen tôi cũng quên nốt. Vì vậy bây giờ con tập làm Phương Trượng, tức là con phải bảo trì tâm chỉ không khen không chê. Con không muốn người ta khen mình, vậy con không nên khen người ta trước. Con không muốn người ta chê mình, thì trước tiên con không nên chê người. Gọi là việc gì mình không muốn chớ đẩy cho người khác. Hãy nhớ đấy, đừng gieo những hạt giống không trong sạch. Các vị cư sĩ tại gia thấy thầy Phương Trượng mới, bèn muốn cúng dường những món thực phẩm đặc biệt. Đó là hành vi làm cho Phật Pháp hư hoại. Nếu không muốn làm cho Phật Pháp suy sụp thì họ sẽ không thêu hoa trên gấm,
tô điểm này nọ. Ông Phương Trượng sẽ không chết đói đâu. Dù là ông có chết đói thì cũng đáng. Ai bảo ông ta không lo tu hành? Vả lại, nếu có thể vì Phật Pháp mà chết đói, thế thì thật vinh hạnh và là công thần trong Phật giáo. Cho nên tông chỉ nhất quán của chúng tôi là lành chết không phan duyên, đói chết không quá duyên, nghèo chết không cầu duyên, tùy duyên nhưng không đổi, không đổi mà tùy duyên, giữ vững ba đại tông chỉ của chúng ta: xả mạng vì Phật sự, tạo mạng vì bổn sự, chánh mạng vì tăng sự, gặp sự gì thấu lý ấy, hiểu lý gì hành sự ấy, tiếp hành nhất mạch tổ sư tâm truyền. Ai muốn đơn độc cúng dường con, đó là phan duyên với con để được con chú ý, con có biết không? Nhất là con còn trẻ, nên đối với điểm này, con phải nhận thức hết sức rõ ràng. Ta đã già rồi, nhưng người ta bảo lão nhi vô năng và cả vô dụng. Nhưng những người trẻ tuổi đừng để mấy thứ bẩn thỉu dây bám quanh mình. Con hãy nên dù chết cống mà vẫn đứng nghênh gió, dù chết đói mà vẫn đứng ưỡn ngực đi. Làm ngọn đuốc sáng trong cơn gió mạnh, là vàng ròng trong lò lửa lớn, cái gì cũng không sợ. Chết cống không phan duyên. Đây là sự diễn tả về cuộc đời tôi. Khi tôi ở Mãn Châu, mùa đông cũng như mùa hạ, tôi đều mặc ba lớp vải như nhau. Chỉ một lớp vải phía dưới, lớp trên là mấy miếng giá, từng miếng giá dài lên trên. Bây giờ tôi có lạnh không? Lạnh chứ. Thế sao tôi phải kiên trì chịu đựng như thế? Bởi vì tôi muốn chết cống không phan duyên đấy. Đói chết không quá duyên. Khi tôi ở trong đồng Quán Âm, núi Phù Dung tại Hồng Kông, cả hai tuần lễ không có lương thực, tôi bèn tọa thiền trong đồng để chờ chết. Lúc bấy giờ dưới núi có vị cư sĩ tên là Lao Khoan Thánh, biệt hiệu là Pháp Sư Bổn Địa của vùng đó, và bà được Bồ Tát Di Đà báo mộng liên tiếp ba lần rằng trong đồng Quán Âm có vị Pháp Sư An Từ, bà nên lên đó cúng dường. Thế là ngày hôm sau, vị cư sĩ này vác hơn 30 cân gạo và hơn 70 đồng đến hang động cúng dường tôi. 3-4 tháng trước khi chuyện này xảy ra, bà cư sĩ bị chó cắn ngay chân. Các bác sĩ Đông Tây chữa trị cho bà cả mấy tháng, nhưng thì không khỏi, họ cũng đành bó tay chịu thua. Bồ Tát Di Đà thích lo chuyện của người, nên mới bảo bà cư sĩ: bà đi cúng dường Pháp Sư ở động Quán Âm thì chân bà sẽ lành ngay. Thế là bà ta tin tưởng mà đem gạo và tiền đi cúng dường. Lúc bấy giờ trong đồng tôi chuẩn bị chờ chết đói. Xưa nay tôi chưa hề nói với người ta rằng xin ông thương xót tôi, đã qua nhiều ngày rồi mà tôi không có gì ăn hết. Đó là đói chết không quá duyên, nghèo chết không cầu duyên. Lúc tôi mới đến chùa Nam Hoa ở Quảng Đông và được thân cận với Đại Lão Hòa Thượng Hương Danh, trên mình tôi đã chẳng có một đồng một chữ. Cả đến tiền gửi thư tôi cũng không có. Nhưng tôi chưa từng đến các vị sư để quá duyên. Bởi vậy ba đại tông chỉ này của tôi đều có lai lịch, chứ không phải nói vô căn cứ đâu. Bây giờ thầy Tân Phương Trượng lên nhậm chức, mọi người chớ nên đơn độc kết giao cảm tình với thầy, khiến thầy có thiện cảm đặc biệt với mình. Nếu quý vị có lòng cúng dường thì có thể cúng dường cho đại chúng, đừng nên cúng dường riêng lẻ cho một ai. Nếu không thì quả là hại người, là phá hoại sự hòa hợp trong Phật giáo đấy. Người xuất gia chớ để dục chí, mà hãy nên ôm giữ ba tông chỉ trên. Chúng ta nên làm vị thầy tiêu biểu cho trời và người, rồi đánh một trận với bọn ma quân ở mười phương. Có người hỏi, không phải là thầy dạy đầu đệ dùng từ bi hỷ xả hay sao? Vậy tại sao thầy lại dạy họ đấu tranh? Thế là đừng sửa đổi lòng sân hận của mình, phải chăng? Nếu vậy thì làm sao thầy tiêu biểu cho trời người được? Thì bởi muốn làm vị thầy tiêu biểu cho trời nhà người, thành thử chúng ta mới phải giáo hóa bọn ma quân. Giảng ngày 3 tháng 7 năm 1986. Chân đế của sanh mạng. Sanh mạng không phải là tiền mà là báu vật vô giá. Chúng ta cũng không thể dùng tiền để mua bán sanh mạng. Thế nhưng đã có nhiều người bán rẻ sanh mạng đời mình vì tiền mà họ cam tâm hy sinh cả tánh mạng. Trong xã hội tam giáo cửu lưu, ngũ hành bát tác, đủ loại ngành nghề, không ai là không vì tiền mà đành bán cả linh hồn,
bán đức sanh mạng mình. Đức Công Tử nói: Thiên mạng gọi là tánh, tuân theo tánh gọi là đạo, tu đạo là vì giáo và không thể xa rời dù trong tích tắc. Nếu đạo có thể xa rời thì không phải là đạo. Theo khuynh hướng của thời đại hiện nay, chúng ta có thể sửa lại như thế này: Thiên mạng gọi là tiền, tuân theo tiền gọi là đạo, tu đạo là vì tiền. Tiền thì không thể xa rời dù trong tích tắc, cho nên mở rộng cửa sau nhưng đóng kín cửa trước là thế đấy. Hiện nay học sinh và thầy giáo đều vì tiền. Giáo sư nếu cảm thấy tiền lương không đủ, họ bèn đình công không dạy. Điều này đầu độc học sinh, khiến chúng cũng y rập theo khuôn tư tưởng như vậy, đến nỗi làm cho xã hội đi đến chỗ bại hoại luôn. Xã hội bại hoại là trách nhiệm của giáo viên và giáo sư. Hiện nay có rất nhiều trường rất quang đàng, quái gở, như khuyến khích học sinh hút sách, tánh tình phóng đãng và tạo biết bao nhiêu chuyện phi pháp. Thời đại này so với thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Hoa còn bại hoại hơn nhiều. Thật vậy, phong cách nề nếp đời nay mỗi ngày một suy đồi, lòng người chẳng còn như xưa nữa. Giới giáo sư lại công nhiên phê bình: vị thánh nhân này không đúng, vị anh hùng nọ không tốt, ông tể tướng đó cũng không phải. Tóm lại mọi người đều không đúng, duy chỉ có mình họ là đúng thôi. Vì sao như thế? Còn không phải là vì tiền ư? Giả như là họ đúng, thế thì bao nhiêu tiền tài cũng đều nên quy nạp về cho họ. Người đời đều mê tài, mê sắc, mê danh, mê ăn, mê ngủ, mà không biết đó là năm căn gốc đọa lạc của địa ngục. Thứ nhất là tham tài, xem của cải như mạng sống. Điều này chúng ta vừa mới nói qua rồi. Thứ nhì là háo sắc. Trong nhiều gia đình, ông chồng có nhiều bạn gái, bà vợ cũng kết giao với nhiều bạn trai. Kết quả là họ náo loạn cả lên mà ly dị, rồi bỏ bê con cái, khiến chúng trở thành trẻ cô nhi. Con cái thấy cha mẹ bại hoại như thế, chúng bèn học y theo, rồi hậu quả lại càng không thể tưởng tượng nổi. Thứ ba là háo danh. Có số người cảm thấy danh phận mình chưa có đủ tiếng tăm, bèn cố ý tạo cho tên tuổi mình được lừng lẫy. Nhưng đến khi làm cho tên tuổi mình dễ dàng xong, thoáng một cái là đã chết. Kể ra như Mao Trạch Đông chẳng hạn, tên tuổi ông ta gian dội một thời, quyền lực của ông so ra còn hơn cả thánh thần. Toàn dân Trung Hoa đều dơ dậy cuốn sách Tiểu Hồng Sách của ông, ngay cả bùa chú của ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng không bằng với ông. Đức Đạt Lai Lạt Ma tuy biết niệm chú, nhưng so với Mao Trạch Đông thì chú này cũng chẳng linh nghiệm được. Hạ bốn thứ tư là ăn uống. Lắm người tốn phí rất nhiều công phu nhằm để hưởng thụ cao lương mỹ vị hoặc thực phẩm béo bổ, dinh dưỡng. Như buổi tiệc thời Mãn Hán có cả 108 món, thật quá phí phạm của trời, quả là tổn phước tổn thọ. Các vị nên cẩn thận và phải hiểu rằng quân tử mưu đạo bất mưu thực, nghĩa là người quân tử cầu đạo không mưu cầu ăn uống. Ham muốn thứ năm là ngủ. Có số người không ham tài sắc danh lợi hay ăn uống, nhưng họ lại thích ngủ, ngủ bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Bởi vậy, năm thứ ngũ dục này làm cho nhân tánh con người trở nên hồ đồ, linh hồn cũng như đã mất, rồi mê mê mờ mờ mà chạy xuống địa ngục. Giảng ngày 4 tháng 7 năm 1986.